Úng nó chết cho này. Giờ mình hồ biến bạn. Hồ Người biến bạn. nữa. 1 2 3. Ui bạn ơi, đó. Thấy không bạn? Màu lắm bạn. Biến cái màu lắm. Còn ai đâu như mặn, mặn mặn lâu lắm bạn. Rồi cái này mời làm món. Nhái làm món bạn. Cái này mời làm xong mấy bạn biết, còn nhái thì chắc ăn nấu cháo đó bạn. Rồi giờ mình đợi tới sáng mình quay với bạn xem bạn. Ngủ rồi bạn. Cúc. Cúc cái gì á? Không phải cúc cái gì á? Trời nghe gọi tay à. Đậu nó kìa, đậu nó kìa, vô đặt nó quất nó cây kìa. Con gì bạn ơi? Rất mừng bạn ơi. Chưa. À, bỏ bay. Kìa kìa bạn. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi săn đêm. Rồi mình đi đâu cậu? Đi làm gì mình cậu? Đi soi nhái. Rồi mình soi nhái bạn, rồi sáng mình đi nấu cháo bạn. Rồi giờ giờ mình đi bạn, giờ tới đâu có nhái mình quay bạn xem nha bạn. Giới thiệu nhãn này là cái ngoại tôi. Ồ, nhãn ngoại tôi nè bạn. Nhãn Indo nha. Nó núp đó bạn. Dính bạn ơi. Dính nha. Ê nhảy. Đâu vậy? Nè. Ê coi. Ôi kìa. U nhảy bự. Sấy rồi bạn ơi. Nhảy chà bá luôn. Ừ. Con gì? Ý sao dám bắt nó? Con cóc hả? Sao? Đây, cầm đây. Bắt cóc bạn ơi. Cóc này công an không bắt nghe bạn. Bắt cóc kia là đừng. Được. Mình ăn cóc là mình bỏ trứng ra nghe mấy bạn. Ăn trứng là coi như là uổng phí thanh xuân của bạn đó. Đây con nhái bạn ơi. Nằm ra. 2 3 chụp. Nó nhảy vô đó bạn. Bạn. 2 3. Vô đó bạn. Nhái thôi. Đây nè. Đây nhái bạn. 1 2 3. Đường nào mày chạy nó ngon mà sấy đi. Sấy nó kêu đại ca đó. Rồi dính nè bạn. Rồi khỏi sấy nha. Đây. Đây nè bạn. Rồi dính rồi đó. Nó ngồi đó bạn. Rồi vô đó. Ồ nhảy. Nó xây tròn tròn mà. Đi dùm gần cho bạn xem. Nó con mắt nữa đó. Sáng chừng đó bạn. Rồi. Rồi nằm. Rồi vô bạn ơi. Vô ếch kìa. Vô hết rồi các bạn ơi. Hết bạn. Rồi đi tiếp bạn ơi. Còn hai người nữa bạn ơi. Nãy chia làm hai tem. Tem đi bắt nhái nấu cháo, còn tem đi bắt chuột bạn. Gặp chuột chim gì đó bắn. Đây bạn. Trong đám ngò nè, nó nấu cháo ngò luôn. Nhái này lừa chó chết sướng lắm bạn. Chết ngay đám ngò. Đây con. Ồ nhái này sao lăn nè. Vô bụi ghiền. Mà không dính đâu bạn ơi. Nhái bự nè bạn ơi. Nhìn xa tướng ếch không chứ. Ủa rồi dính bạn ơi. Bự các bạn ơi. Quá khứ rồi. Quá khứ dính quá trời bạn ơi. Đây còn đây bên hai ná thủ nữa bạn. Đâu nãy giờ nhiêu ná thủ. Wow. Đây bạn. Tắt đèn đi cậu. Gọi vô mặt cái.
nè cò nè bạn đó. Cá thủ đâu bạn? Đây con này con quất. Hai này ăn cò, cò gì? Ba con cò luôn mà. Cò này kêu cò gì ta? Ma. Cò ma. Nó lá thủ đâu bạn? Còn ông đường đây nữa nè, nó. Mới có chừng mang thịt ăn, ăn xong mổ. Viên đạn nằm trong thịt. Đừng có gọi ngay nó, cậu gọi lấy cái bóng thôi. Còi dính đâu bạn ơi. Nhiều à, đổ luôn đi. Lon thứ hai bạn, đổ ra nữa. Ừ, phải nãy đi theo. Ê, bản có con ếch chà bá cậu. Dính ếch luôn. Kè bản, ôi bên đó kìa. Nó ếch đó, nó chỗ đèn con gọi kìa. Kiếm đây nháy nè bạn. Ủa ảnh hương. Ảnh hương. Đây nè, đây có con ếch bự bạn ơi. Ủa nhái chứ. Con nhái nhìn đi gan nhái gì không? Đâu rồi. Chưa. Đó, rồi. Dính. Rồi nhảy vô đó bạn. Ôi ông. Ê, mình cũng bắt dính được con gì nè bạn ơi. Bắt con giò nữa. Ô con dế bạn ơi, tướng nhái. Dế nhóc chân mà. Dế này đem về cho kia mà ăn được. Bắt về chiên bột ăn bạn ơi. Đây nhái nhiều quá các bạn ơi. Chắc sáng nay là mình có nồi cháo rất kinh sợ rồi đó nè. Tưởng đâu thất thu đó bạn, bên kia nó xỉu nhá. Đâu chừng đâu 30-40 mét mới có một con. Qua đây đi 30-40 cây số mới có một con. Từ. Bự lắm bạn, nhìn tưởng ít. Ê, nhảy con. Trời. Xíu nữa mình bả dưới luôn á. Kìa. Bả cho chút nhảy rồi bạn. Kìa, từ từ nha. Lộn bạn ơi, nhái xanh bạn ơi. Nhái xanh là con ảnh hương bạn. Đây nè. Đó bạn, con này không biết ăn được nữa. Nhìn thấy ớn chết, nó trơn trơn luôn. Đập mẹ bạn. Bay quá bạn. Mương nè, 1, 2. Ôi chú. Ê, con nhái xanh. Nè, cận cảnh nhái xanh cho bạn coi. Hồi đó đi cầm câu cá lóc cũng bắt con này cầm nè bạn. Nhìn kìa ghê sao, nó trơn trơn. Nhất. Nó nhất bạn ơi. Đi lại này. Dính đó bạn, vô đó. Chuyến cắn. Để mình. Đây con bự nè các bạn ơi. Từ từ. Đâu? Đó. Nghe con nhỏ lắm. Vô rồi bạn ơi. Về quê là không thiếu ăn gì chứ không? Thiếu tiền là nhiều bạn ơi. Chiếc lửa quá bạn ơi. Úi da. Ui, dế nhóc chân. Ui, quay dế nè. Ủa dế nè bạn. Dế này chiên bột ăn được bạn ơi. Vài bữa làm clip chiên bột nữa ha. Rồi, bờ cuối rồi bạn ơi. Còn da, cắn lửa cắn. Ê, con dế. Mấy con dế làm hết hồn ăn nhảy cái tịch. Đang còn mà. Hút rồi. Dính này dính bạn ơi, vô. Vài mươi nữa các bạn ơi. Đâu, bao qua đây luôn. Nói, mương này nó bằng bảnh á. Bằng ấy da, kiến lửa cắn quá. Kiến lửa cắn. Bỏ dép lên cho chắc. Nhảy rồi bạn. 1, 2. Ôi, ghê quá bạn ơi. Nhảy qua cái gì? Tấm hình bạn. Quay cận cảnh nha.
cầm cái cây đưa tới. Đâu, nhái. À thấy rồi. Nhái nè bạn. Từ từ cầm cái bao cái. Để mình chụp luôn các bạn. Chụp tay nha. 1 2 3. Dính rồi bạn ơi. Nè, thấy không? Đó. Nè. Rồi bỏ bao bạn. Ô bao cũng nặng nặng bạn. Ê ê ê. Vô bạn ơi. Có con dĩ ngủ rồi bạn. Cút. Cút cái gì á? Không phải cút con gì á. Trời nghe, gọi tay à. Đậu nó kìa vô đặt nó quất lên cây kìa. Con gì bạn ơi? Rất mừng bạn ơi. Chưa. Rồi rất mừng bạn ơi. Lấy cái dây thiều rất ổn nữa. Ném được, ném được. Kiều nó đổ. Rồi ngay chăng rồi nằm im ghe đó bạn ơi, không gì á. Đó bạn. Ồ ghê quá bạn. Nó cũng ghê chưa bạn. Đầu bắn xiên đầu nó thủ. Ồ xiên cái bụng bạn ơi. Không phải cút. Đâu con coi cậu. Đây đây con quay cận cảnh đó cậu. Không phải cút, cút này. Con này gì bạn? Bạn nào biết bình luận cho anh biết bạn. Nhìn cũng biết con này con gì không? Nhìn tôi tưởng con cút. Con ốc cao. Ừ đúng rồi, chằn nghịch ốc cao hay vậy bạn. Con cút. Nhìn cũng giống cút mà bạn. Mà nó biết bay nha. Cút biết bay không ta? Nè nữa mấy bạn nào biết bình luận dưới phần dưới video đó bạn, bình luận cho mình biết nha. Có cầu qua nào bạn. Mở ra. Ủa sao không cầm luôn, sao không đơn mạnh cầm. Giờ về luôn bạn ơi. Đi nãy giờ cũng gần tiếng mấy đồng hồ rồi. Rồi chừng nào về tới mình quay thành quả nãy giờ cho mấy bạn xem bạn. A few moments later. Rồi mình vô tới nhà nè mấy bạn ơi. Rồi để mình quay thành quả mấy bạn xem nha. Quả vô tới nhà nè bạn, thành quả nãy giờ nè bạn. Này là nhái nha. Wow. Nhìn nhái nè bạn. Còn của hai nã thủ nè bạn. Bỏ xuống tiếp mình. 1 2 3 5 con. 5 con bạn. Đây được 3 con cò. Con quất. Con cù. Còn con này con gì không biết. Là được 5 con bạn. Giờ mình mặn nó nha bạn. Mà mằng thì lâu quá để ra. Thôi sát nó bụng. Nó chết chân rồi. Giờ mình hồi biết bạn. Hồi biết 1 2 3. Ui bạn ơi đó. Thấy không bạn? Màu lắm bạn. Biến cái màu lắm. Còn ai đâu như mặn. Mặn lâu lắm bạn. Rồi cái này mời làm món. Nhái làm món bạn. Cái này mời làm xong mấy bạn biết. Còn nhái thì chắc ăn nấu cháo đó bạn. Rồi giờ mình đợi tới sáng mình quay với bạn xem bạn.